Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều ngày 2 tháng 10 năm 2020. Chiếc ô tô bán tải này bị hư hỏng rất nặng do va đập trong quá trình rơi tự do xuống vực. Ba người đi trên xe thì hai người đã chết, còn một người bị thương nặng đang được cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, xe ô tô bán tải chở ba người gồm hiệu trưởng, hiệu phó và một giáo viên trường tiểu học Mỹ Lý 2, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An từ trường về nhà. Khi xe chạy đến bản Yên Hòa xã Mỹ Lý thì bất ngờ bị mất lái rơi xuống vực sâu. Nhận được tin báo, chính quyền xã Mỹ Lý và đồn biên phòng Mỹ Lý đã huy động lực lượng đưa các nạn nhân đến trạm xá xã sơ cứu, sau đó đưa vào bệnh viện huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Do bị thương quá nặng, ông Nguyễn Đình Dần phó hiệu trưởng trường tiểu học Mỹ Lý 2 và cô giáo Lữ Thị Khuyên đã chết. Ông Sòng Bá Cha là hiệu trưởng trường tiểu học Mỹ Lý 2 bị thương nặng đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.